Xin chào các bạn đến với kênh Kia Xe Đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Video hôm nay các bác mẫu xe đạp đua format Conversa 50, một dòng xe đạp mang thương hiệu của Nga, được sử dụng thêm một cái bộ set group chuyển động của Shimano Soza. Và cái giá bán thì rẻ như là xe nhôm luôn, chỉ có là 10.800.000 thôi. Đây, các bác đã sở hữu một chiếc xe khung carbon thương hiệu của Nga rất là tốt, và một cái bộ chuyển động cũng cực kỳ là tốt trong dòng Shimano của xe đua, đó là bộ Shimano Soza. Thì tại sao lại có cái giá lại thấp như vậy thì ngoại hình của xe nhá, thì em chốt luôn cho các bác từ trong video này là nó không còn được mới. Đấy, nó xuất sắc ra cũng khá là nhiều. Đấy, nên là em bán cái giá chỉ có là 10.800.000 thôi. Thì trước này nếu mà các bác hay xem kênh em ấy, thì em cũng về mấy lần và em toàn bán nó khoảng 13-14 triệu cơ. Thì trước này thì ngoại hình nó hơi xước nên là em bán nó là 10.800.000 các bác nhé. Thì nó chỉ là về ngoại hình thôi, còn về chất lượng khung thì chất lượng carbon thì vẫn còn rất là ngon này. Nó chỉ là sứt sơn thôi, và bộ chuyển động này, để những cái ổ bi ổ trục này, đấy, rất là ngon. Bi bạc đạn các bác nhé, chạy hết một bộ bạc đạn thì từ thương hiệu Fake A. Thương hiệu Fake A, cái nhà sản xuất Mayer rất là có tiếng ở trên thế giới đấy các bác. Đây, Fake A các bác nhé, sử dụng hết là bi vòng, toàn bộ là chạy bi vòng bạc đạn. Đến đè, chuyển số trước sau, full một bộ Shimano Soza, cả đùi này, cả đùi đạp với đến tay lắc các bác nhé. Phun hết một bộ Soda 9 lít 2 đĩa cho 18 góc độ khác nhau. Phanh của xe sử dụng là phanh 3 mảnh Techo. Và em sẽ vào đo size của chiếc xe và test chuyển động để cho các bác xem. Và thì có nhiều bác hay hỏi em về giá bán của những chiếc xe mà bọn em đăng lên kênh. Thì các bác ở trên điện thoại ấn cái mũi tên trở xuống ở đây. Đấy. Thì những chiếc xe nào mà em đề giá đây. Đấy, thì giá bên em luôn công khai. Để trên phần tiêu đề hoặc là các bác xem đến cuối video thì sẽ có giá bán của chiếc xe. Và những chiếc xe nào mà ở phần tiêu đề em ghi là đã bán thì tức là chiếc xe đấy đã bán rồi. Ngoài ra thì các bác hay hỏi là không nhận được thông báo mỗi khi mà xe lên kênh, thì các bác ấn đăng ký ở đây, rồi ấn thêm nút chuông, chọn là tất cả để khi mà bên em đăng video lên kênh mỗi ngày một video thì nó sẽ thông báo về điện thoại của các bác. Và mời các bác tiếp tục xem video. Xe đo từ tâm trục đạp đến khóa yên là 46 cm, từ khóa yên tới tâm cổ phốt là 50 cm. Thì chiếc xe này có cái gióng ngang nó khá là dài, thì nó sẽ phù hợp cho các đi từ khoảng 1m63-64 đến 1m73-74 thì phù hợp. Chuyển động rất ngon các bác nhé, cực kỳ mượt mà. Full một bộ Shimano Soza với 9 lít và 2 đĩa cho 18 tốc độ khác nhau. Chuyển động vẫn cực kỳ là mượt. Và giá bán của xe bên em đang bán là 10.800.000 bao ship toàn quốc cho tất cả các bác, chuyển hết 100% tiền và bảo hành 1 năm cho các bác mua xe. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975709943. Ngoài ra thì các bác đăng ký kênh ở góc phải màn hình cộng với cả nút chuông để nhận được những thông báo mới nhất về những chiếc xe khác bọn em đưa lên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video. Hẹn gặp lại các bác trong video lần sau.